Kính chào tất cả các bác. Hôm nay này em có lắp một máy cặp máy giặt Pao của Tây Ban Nha tại Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, và máy sấy thương hiệu Imed của Thái Lan, nhập khẩu trước tại Thái Lan. Đây, chăm này. Từ cơ bản thì là máy giặt của bên em thì là có những đặc điểm như sau. Nhất là màn hình cảm ứng 4,3 inch, sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, màn hình trải nghiệm từng chu trình và các bước giặt. Cái thứ hai là lực phát ly tâm của máy này lên đến 200 G-Factor, tương ứng với cả 690 vòng trên phút. Máy sử dụng điện 3 pha, gồm 3 đường cấp nước. Nếu mà các bác có đường thái dương năng thì có thể cấp nước nóng vào đây luôn, thì máy sẽ không cần phải đun nước nóng nữa. 3 đường cấp nước đây. Mình phải cần một cái van khóa để khóa cố định khi mà mình vệ sinh cái đường cấp, ba đường được cấp này cho máy giặt. Đây lỗ chặt sàn, nếu mà mình giặt nhiều nước giặt quá thì sẽ bọt sẽ tràn qua đây. Đây là đường cấp hóa chất bằng tay. Đây hệ thống điện 3 pha. Đây dây điện máy sấy. Đây là đường ống thoát hơi thẳng ra ngoài. Công tương phát nước máy giặt.